vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện Doanh Nhân ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là một ngày đặc biệt và Quốc Thân chưa bao giờ ngồi trên cái sân khấu này với một doanh nhân trẻ ở thế hệ gọi là chúng ta hay đừng nói là thế hệ 2K đấy. Và tôi không nghĩ rằng là anh ấy đã làm được những điều mà tưởng chừng một cái độ tuổi mà khó có thể đạt được những cái thành công nhất định. Và ngày hôm nay rất vui được chào đón anh Nguyễn Doãn Thái Hưng, là một trong những doanh nhân trẻ làm việc trong lĩnh vực về tài chính kinh tế bất động sản và với thương hiệu là Haki, đúng không ạ? Vâng, rất vui được gặp anh trong chương trình ngày hôm nay. Vâng. Cái điều đầu tiên tôi muốn hỏi anh Hưng là thưa anh có thể chia sẻ một chút về cái thương hiệu của mình được không? Vì do vì sao mà anh lại đặt cái thương hiệu của mình đó, cái thương hiệu doanh nghiệp của mình đó là Haki? Vâng, xin kính chào khán giả của InvestorV. Xin chào anh Thân. Thì khi mà chúng tôi đặt cái tên là Haki ấy, thì chúng tôi luôn có một cái khát vọng, một cái hoài bão, đó là Haki thì chúng tôi lấy một cái tiêu đề của một bộ chiến tranh của nước ngoài thôi, của Đoàn P đấy, thì nhiều người nghe sẽ rất là biết đấy. Thì Haki nó chỉ đơn giản, nó là cái Haki là một những cái nội lực, theo tiếng Nhật thì Haki là một cái nội lực bên trong của con người. Thì những cái con người khi mà đến với Haki, tức là những cái nhân viên, nhân sự, những người đồng hành của chúng tôi, thì mỗi con người, mỗi bản thân đều có một cái gọi là một cái điểm mạnh, một cái nội lực bên trong của con người họ đấy. Thì đến với Haki thì chúng tôi sẽ giúp cho họ nhận ra được cái điểm mạnh của họ là gì, cái nội lực, cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mỗi con người là gì, để mà họ phát triển ra, để mà họ thành công hơn, để mà họ hạnh phúc hơn trong cuộc sống này. Thì nó gọi là Haki. Vâng, nội lực ở bên trong, đúng không? Vâng. Vậy thì chắc chắn khi mà chúng ta đưa về một cái triết lý kinh doanh ngay vào cái việc là cái tên của mình, vậy thì liệu rằng những nhân sự mà đồng hành với anh Hưng trong cái doanh nghiệp của mình thì nó có phải là một cái tôn chỉ để mình lựa chọn những con người có một cái sức mạnh tiềm ẩn hay không? Vâng, đúng rồi anh Thân. Thì khi mà chúng tôi lựa chọn những cái nhân sự đầu vào ấy, tại vì là doanh nghiệp của chúng tôi thì nó khác, sẽ khác với doanh nghiệp khác, đó là về việc cơ chế hay các thứ thì sẽ không cao, hay là có những cái thì sẽ không có. Tuy nhiên khi mà đến với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi sẽ cho họ những cái trải nghiệm mà gần như những cái doanh nghiệp khác họ không đáp ứng được. Đấy, thì đó một điều đặc biệt của chúng tôi. Đó là khi mà đến với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng ta biết được rằng là những con người đấy, nội lực bên trong họ có mạnh hay không. Tại vì đã làm về kinh doanh bất động sản mà, thì đó là một nghề khá là khó. Tại vì khi mà bán cái gì thì gần như bán những cái sản phẩm giá cao là những cái công việc bán hàng gần như khó nhất, và cần phải mất rất nhiều thời gian để mà có thể bán được những cái sản phẩm như vậy. Vậy nên khi đối với những người mà có nội lực rất là mạnh thì họ sẽ có cái sự kiên trì bên trong con người họ. Và những người mà vượt qua được những cái khó khăn đầu tiên, những cái bước đầu tiên họ kiên trì họ làm được, thì sau này họ sẽ rất là thành công. Tại vì là bên trong họ đã có sẵn cái sự, đã có cái sẵn sức mạnh đó rồi. Và khi nào mà họ gặp những khó khăn hay gặp những vấp ngã thì họ cũng sẵn sàng, hoặc là tìm một cách nào đó có thể vực lại ngay, có thể dễ dàng vượt qua những cái khó khăn đó, đúng không? Vâng. Đặc biệt nữa là khi mà chúng ta tạo ra một cái cộng đồng mà cộng đồng đó lại có chung một cái nguồn năng lượng, nó nguồn năng lượng từ nội lực bên trong, thì tôi nghĩ rằng là nó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì tôi muốn lắng nghe sự chia sẻ của anh Hưng rằng là thật ra đối với một doanh nhân trẻ như anh làm để cho về cái lĩnh vực về kinh tế bất động sản thì chắc chắn là nó cũng sẽ có những cái rào cản, nó cũng sẽ đối diện với những cái khó khăn và thử thách. Vậy thì đến bước chân cái ngày hôm nay mình có một cái thương hiệu riêng của mình, thì anh đã phải trải qua những cái khó khăn, những giai đoạn khó khăn như thế nào để làm sao mình có thể khẳng định được bản thân? Vâng, thì khó khăn thì có thể nhắc đến là những ngày đầu tiên mà khi mà tôi vừa mới vào cái nghề này, đặc biệt là nghề môi giới bất động sản này. Thì lúc đó là cậu sinh viên năm nhất, thì phải vừa học vừa làm. Thì đầu tiên, cái khó khăn đầu tiên đó là về việc cân đối về thời gian, vừa học và làm sao vừa làm có thể hiệu quả được. Đấy, đầu tiên là khó khăn thứ nhất. Khó khăn thứ hai là về mặt tài chính. Tại vì khi mà đã làm một công việc như này thì gần như để mà cái lương cơ bản ấy thì gần như rất là thấp. Và gần như là để mà mình có mặt trên công ty để nhận được lương thì cũng hoàn toàn chuyện nó khó mà xảy ra được. Tại vì cũng phải đi học nữa. Thì phải cân đối được những thời gian, cái như là mặt tiền bạc. Và đặc biệt trong cái nghề này thì đối với nhiều người thì phải chi ra một khoản gọi là khoản đầu tư về chi phí marketing ban đầu, mà chi phí marketing bất động sản cũng khá là cao đấy. Nên là khi mà mới vào nghề này thì tôi rất là áp lực. Đầu tiên đó là gặp những cái áp lực, những cái thử thách đầu tiên về mặt thời gian, vừa về mặt tiền bạc và công sức. Chính vì như vậy nên tôi đã lựa chọn một cái lối đi riêng, tại vì tôi biết rằng là cái thời gian mình ở trong công ty không nhiều. Thế thì trên công ty thường là buổi tối mọi người về hết thì tôi vẫn ở lại làm việc,
hoặc là ngày nào đó về sớm thì tôi vẫn đi gặp khách hàng này, hay là đi làm một vài công việc gì đó để mà nâng cao cái trình độ mình lên. Tại vì là bản thân tôi xuất phát là một người hướng nội, ít giao tiếp, thế thì tôi mới hay đi là buổi tối là hay đi đến những cái nơi gần như là những cái trạm xăng này, ví dụ mình đi đổ xăng này hay gặp một cô lao công này, thì tôi hay chơi những cái trò chơi với bạn tôi, đó là làm sao để cuộc gặp gỡ rất là ngắn ngủi một vài phút rồi mình có thể giúp được họ cười đấy. Thì khi mà qua những cái quá trình rèn luyện như thế, sau những cái giờ làm thì bản thân mình càng ngày càng phát triển bởi những kỹ năng giao tiếp ở trong xã hội, những cái khả năng đối nhân xử thế, và từ đó thì cái công việc đưa những cái đó áp dụng vào cái công việc kinh doanh của mình. Thì khi mà đi gặp gỡ khách hàng, tại vì họ là những người có tiền mà, đúng không ạ, thì mình bỏ qua những cái nỗi sợ, ví dụ như là sợ khách hàng này hay là sợ thiếu tự tin này, thì càng ngày mình càng rèn rũa hơn, thì bắt đầu kiên trì nỗ lực như vậy, thì vài khoảng thời gian ngắn ngủi thì tôi đã có những cái giao dịch đầu tiên, và nhờ cái những giao dịch đầu tiên đó thì tôi có bắt đầu một khoản tiền để mà đổ vào những cái chi phí marketing, và nhờ cái sự kiên trì và bền bỉ như vậy thì tôi đã vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn ban đầu như vậy. Để nói là bất cứ một cái ngành nghề nào thì tôi nghĩ là những cái quả ngọt đầu tiên á, là những cái quả ngọt mà cho ta rất nhiều cái cảm xúc, đúng không ạ? Vậy thì không biết là anh Hưng có thể chia sẻ, tôi biết rằng là đối với cái lĩnh vực về bất động sản và đặc biệt là liên quan đến ta hay gọi là môi giới bất động sản, thì để mình có được một cái giao dịch thành công nó cực kỳ khó khăn, đúng không ạ? Và đặc biệt là mình là một cái người mà đang là sinh viên nữa, là một người khá là trẻ, để thuyết phục được một người mà người ta mua một cái giá trị tài sản cao thì có lẽ là cũng khó khăn đấy, đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ là, tất nhiên thì chúng ta đã trau dồi được rồi, chúng ta có những kỹ năng rồi, vậy thì anh có thể chia sẻ tôi cái cảm xúc, và anh có thể chia sẻ cái hình ảnh cái người khách hàng đầu tiên của anh giúp cho mình vững tin hơn trong cái hành trình của mình được không ạ? Vâng, rất là cảm ơn anh. Thì khách hàng của tôi bây giờ thì anh chị ấy cũng đang follow Facebook của tôi, mặc dù cách đây cũng gần 4 năm rồi. Đấy, thì là hy vọng là video này sẽ đến anh chị. Đầu tiên là rất là cảm ơn và biết ơn anh chị là người đã tiếp thêm những cái động lực, tại vì lúc đó tôi muốn bỏ cuộc rồi. Đấy, đã muốn bỏ cuộc tại vì là sợ cái nghề này không phù hợp với mình. Mình không có quá nhiều thời gian, nhưng mà khi mà anh chị ấy xuất hiện và cái quá trình chăm sóc và hỗ trợ anh chị ấy sở hữu được cái căn nhà, những cái bất động sản đầu tiên trong cuộc đời ấy, thì khiến tôi rất là vui. Đầu tiên vui là mình giúp đỡ được khách hàng. Cái cảm xúc đầu tiên đó là rất là vui, vì là mình đồng thời khách hàng cũng có những cái trải nghiệm cũ khá là giống với bản thân mình hiện tại, nên phần nào đó tôi có thể thấu hiểu được khách hàng của tôi, và từ chính vì như vậy nên là tôi có thể giúp anh chị đưa ra những cái lựa chọn quyết định phù hợp nhất để làm sao để mà anh chị sở hữu một căn nhà mà anh chị cảm thấy hạnh phúc. Đấy, đó là đầu tiên. Và tiếp theo, đối với cảm xúc bản thân tôi, tại vì là một người sinh viên mà đối với hồi đó là để mà có một giao dịch như thế thì tôi sẽ nhận được một khoản hoa hồng rơi tầm khoảng 10-15 triệu. Thì đối với một sinh viên mà có một khoản 10-15 triệu so với cái chu cấp hàng tháng của bố mẹ là tầm khoảng 2-3 triệu thì bằng 5 tháng rồi. 5 tháng. Đúng rồi. Thế thì lúc đó bắt đầu cho tôi thêm rất là nhiều niềm tin và động lực. À, cái nghề này có thể giúp mình thay đổi cuộc đời. Rất là niềm tin thay đổi cuộc đời. Và ngay sau đó, một tuần sau, tôi lại tiếp tục có một giao dịch thành công. Đấy, thế thì là thu nhập của tôi lúc đó là so với một bạn sinh viên thì cũng khá là ổn. Và lúc đó thì tôi quyết định là không nhờ chu cấp của bố mẹ nữa. Đấy, và lúc đấy thì bản thân tôi vừa vui và cũng vừa lo là bố mẹ sẽ lo lắng cho mình. Tại vì là thằng này có bị làm sao hay không mà tự nhiên là đang chu cấp như thế mà không nhận chu cấp nữa. Thì bố mẹ luôn sẽ cảm giác rất là lo. Thế thì lúc đó bước tiếp theo đó là tôi củng cố niềm tin cho bố mẹ tôi. Đó là làm sao để tin vào bản thân mình, làm sao có niềm tin vào mình hơn. Thì lúc đó là bố mẹ tôi thay vì là lo hơn thì tiếp thêm cho tôi những động lực. Thế mà làm sao để mà tiếp tục cái cuộc hành trình này. Vậy thì sau cái hôm mà chúng ta mà nhận được những quả ngọt đó, những cái quả ngọt đầu tiên, đúng không? Thì tất nhiên là cái cảm xúc lúc đó thì tôi hiểu cái cảm giác của anh. Tại vì chúng tôi cũng là những đơn vị làm trong lĩnh vực dịch vụ. Tôi cũng là một CEO của doanh nghiệp làm lĩnh vực này. Thì những khách hàng đầu tiên mà để giúp cho mình có những hợp đồng ấy, thì thực sự rất là cảm xúc, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên, như anh nói rằng là mình đang chu cấp, gia đình đang chu cấp cho anh có thể đảm bảo cái việc học tập. Và tự nhiên một ngày nào đó anh nói rằng là tôi con tự lo cho riêng mình nữa, thì bố mẹ có tò mò, có gã hỏi anh rất nhiều cái vấn đề là con lấy tiền đâu ra, hay quan tâm quá sâu vào việc là cái việc làm của mình hay không? Vâng, có anh ạ. Thì đó một điều là chắc chắn là, thì mặc dù là cái công việc bất động sản này thì bố mẹ tôi biết tôi làm trong đấy, nhưng mà họ không quá kỳ vọng tôi là sẽ kiếm được tiền. Đúng rồi.
họ không quá kỳ vọng và họ chỉ biết là tôi cần phải trải nghiệm nhiều hơn thôi. Tại vì muốn chỉ là một người hướng nội mà ít nói, ít giao tiếp và rất là tự ti. Đấy, thì họ muốn tôi có một cái môi trường để mà phát triển và phấn đấu hơn rất là nhiều. Đấy, thì lúc đó thì bố mẹ hỏi rất là sâu, rất là kỹ. Thì thu nhập như nào, có ổn không, nếu mà cắt chu cấp thì có sống được không, thì hoa hồng có lấy được không, đúng không ạ? Thì rất là sợ, rất là sợ, rất là nhiều nỗi lo của gia đình thời điểm đấy. Thì bố mẹ hỏi, khi mà càng hỏi về sau thì lúc đấy thì bản thân tôi là ngoài việc đi làm, học về nghề môi giới ra, thì tôi có đọc những quyển sách. Và tôi biết rằng là có một cái câu nói rất là cảm hứng với tôi. Đó là cuộc sống này thì mình phải chịu trách nhiệm với hoàn toàn những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Thế thì lúc đó tôi mới nói với bố mẹ tôi rằng là bây giờ con đã lớn rồi và con sẵn sàng chịu hết toàn bộ những trách nhiệm đến với cuộc đời của con. Bố mẹ yên tâm. Thế thì nói câu đấy thì bố mẹ bắt đầu đỡ lo lắng hơn và họ bắt đầu yên tâm hơn và bắt đầu tiếp theo những cái động lực cho mình. Và họ có thêm một chút niềm tin thôi, một chút thôi anh ạ, chứ không phải là nhiều đâu. Một chút về niềm tin về bản thân mình. Thì lúc đó là họ bắt đầu yên tâm hơn và để cho tôi những cái quyền chủ động trong cuộc sống của mình hơn thay vì như trước đây. Nghe đến cái thời điểm mà hiểu hơn về công việc của mình và nhìn thấy cái sự phát triển của anh thì có lẽ là bố mẹ đã yên tâm hơn nhiều, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì đối với việc lúc đó thì mình vừa học, mình vừa làm để mình tạo ra nguồn thu nhập. Vậy thì anh cứ cân đối, tại vì thời sinh viên ấy, thì tôi nhớ lại cái cảm giác của tôi ngày xưa. Tôi cũng vừa học vừa làm, nhưng bên cạnh đó thì tôi còn phải cân đối với chuyện yêu đương một chút nữa cơ. Vậy thì với một cái doanh nhân trẻ của anh, nghĩa là ngày hôm nay thì mình đang trên hành trình để mình hoàn thiện mình. Những cái thời điểm đó thì rõ ràng Thái Hưng đang ở góc độ là một sinh viên, đúng không ạ? Vậy thì có lẽ là thời điểm đó bạn có thể chia sẻ một chút về cái hoàn cảnh yêu đương của mình lúc đó không? Lúc đó thì bạn có bạn gái hay không? Và cái sự thấu hiểu của bạn gái nó như thế nào thời điểm đấy? Thời điểm đấy thì cách đây gần 4 năm rồi. Thì đó cũng không, câu chuyện cũng không quá là vui lắm. Thì chẳng qua thì hồi đấy thì khi mà mới bắt đầu làm ấy, mình không có tiền. Đấy, nói chung là đã là thời sinh viên mà không có tiền. Tại vì là tôi thì là do là thi vào những cái trường mà thật sự là bố mẹ mình không mong muốn, tức nghĩa là làm dám kỳ vọng bố mẹ nên là không dám xin bố mẹ nhiều tiền. Đấy, thì xin một khoảng thời gian như thế, khoản tiền như thế thôi, thì tích được bao nhiêu tiền thì cũng mua quà cho bạn gái này, rồi cũng thi thoảng mua cho bạn gái cốc nước ép các thứ. Nhưng mà hồi đấy thì là mình cũng chưa có, tức nghĩa là mới thời gian đầu ấy, mình cũng chưa kiếm được tiền. Và thật sự là tôi đã có giao dịch thành công, nhưng thành công ở đây đó là đặt cọc xong rồi nhưng khách hàng lại rút lại tiền, tức ngày giao dịch nó không diễn ra tiếp tục nữa. Thì lúc mà khách hàng đặt cọc thì tôi đã hứa hẹn đưa cô ấy lên Sapa chơi này, hay đưa cô ấy lên đi đâu đó chơi, tức là đã có sự hứa hẹn đó rồi. Đấy, tuy nhiên là mọi thứ không diễn ra, tức là người tính như là không bằng trời tính rồi. Đấy, thế thì mọi chuyện thất bại. Thế thì từ đấy thì bọn tôi mất dần những cái kết nối với nhau, tại vì là đàn ông mà không giữ được lời hứa thì đối với tôi đó là một cái sự gọi là rất là nhục nhã của cuộc đời. Đấy, thì lúc đó không có tiền để mà cho bạn gái mình đi chơi. Đấy, thì lúc đó những cái sự liên kết của chúng tôi mất dần với nhau. Thì đó là một trong những cái đau khổ đầu tiên của cuộc đời. Thế thì tôi mới ngẫm ra là bây giờ mình là thằng đàn ông, mình không có tài chính, mình không có bản lĩnh, hay là mình không có những cái sự chín chắn và trưởng thành, thì mình sau này cũng không thể có sự, những cái sự bù đắp hay những cái sự tình yêu thương được cho người bạn gái của mình được. Thế nên là mình bắt đầu quyết tâm tập trung vào công việc nhiều hơn. Thế là tức là bỏ qua hết những chuyện yêu đương mà tập trung vào công việc nhiều hơn. Nghĩa là cái mối tình đầu người ta kết thúc từ gọi là một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là nếu nó nói buồn thì nó cũng là buồn, nhưng nếu nói nó là một cái bài học cho mình, đó là cái lời hứa của chúng ta khi mà chúng ta không nắm chắc trong tay thì chúng ta cũng nên hạn chế cái lời hứa của mình, được không ạ? Và rõ ràng trong trường hợp này thì tôi hoàn toàn thông cảm được cho anh. Và tôi nghĩ là trong cái chương trình ngày hôm nay, nếu như mà cái người bạn gái cũ của Thái Hưng mà nhìn với một hình ảnh của Thái Hưng ngày hôm nay, thì tôi nghĩ rằng là biết đâu đó có một cái sự tiếc nuối nhẹ nhẹ nào đâu đó, đúng không ạ? Và có lẽ là tôi cũng xin gửi lời chia buồn đến bạn gái của Thái Hưng cái ngày ấy. Tại vì nếu biết đâu đó cái thời khắc đó mà chúng ta bớt cái tôi của mình một chút và cái sự thấu hiểu một chút, thì có lẽ là bạn đã có trong tay của mình đó là một anh chàng doanh nhân. Thái Hưng sẽ có những cái sự trưởng thành nhất định, đúng không ạ? Ok, quay trở lại với cái hành trình phát triển của mình, thì
Tôi được biết Thái Hưng sinh ra và lớn lên ở một mảnh đất mà có lẽ nhắc đến cái vùng đất hiếu học thì Nghệ An và Hà Tĩnh có một điểm chung của tôi với anh Thái Hưng đây cũng khá là tự hào khi được đồng hương xứ nghệ cùng với anh Thái Hưng. Thì nhưng mà vùng đất có thể gọi là hiếu học nhưng mà cũng có thể đối diện với những cái thực tế là khá là nhiều khó khăn, khá nhiều khó khăn. Vậy thì trong gia đình của Thái Hưng thì cái động lực nào từ chính gia đình của mình giúp cho Thái Hưng có cái ý chí và có cái nguồn năng lượng để làm sao mình kiên cường, mình có thể lập nghiệp và vững bước trên đôi chân của mình? Vâng, thì nếu mà nói về câu chuyện này thì cũng sẽ hơi sâu xa một chút. Đó về việc là thực chất thì tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Đấy, sinh ra lớn ở miền Nam thì sống được khoảng lên 10 tuổi thì gia đình chuyển về quê bởi sự đau ốm của ông bà, đặc biệt ông nội tôi. Đấy, thì gia đình bán hết của cải trong miền Nam chuyển về quê hương. Thì lúc đấy là có một cái sự chênh lệch về tài chính rồi. Đấy, thì ở quê hương thì ở Hà Tĩnh thì là cái nguồn thu nhập hay là mức sống cũng cao hơn khá là nhiều so với ở Kiên Giang, ở trong Nam mà tôi sống ấy. Đấy, nên là có sự chênh lệch về tài chính rồi. Thì từ lúc mà chuyển về quê xong rồi xảy ra những cái chuyện buồn của gia đình, biến cố. Và lúc đấy thì tôi chứng kiến cái cảnh là ông ốm bệnh nặng mà cả họ hàng, tức là những người con trong gia đình không góp tiền lại cũng không đủ mà chữa trị cho ông. Thì lúc đó đã thôi thúc cho tôi một cái khát khao và khát vọng làm giàu. Đấy, thì nhưng nó cũng trải qua một vài năm và cũng quên mất đi. Thì tiếp theo, biến cố tiếp theo đó là gia đình tôi là lúc đó là không có tiền, bố mẹ không có tiền. Thì gia đình mà không có tiền, không có tài chính mà, thì sẽ xảy ra rất là nhiều lục đục trong gia đình. Đấy, thì khi mà chứng kiến được những cái hoàn cảnh và đặc biệt là xảy ra chính tại ngôi nhà của mình như vậy, thì tôi phải, lúc đó tôi cam kết với bản thân một điều là mình không thể để cho gia đình sau này của mình nghèo được. Không được nghèo được. Và điều tiếp theo đó là những cái cơn bão bắt đầu tới và chính tôi cứ mở mắt ra là tôi thấy là nhà tôi ngập xung quanh. Đúng không ạ? Thì mình chứng kiến cái cảnh đó mình cũng không cam lòng được, mình cũng không chịu đựng được. Thế thì lúc đó những cái hoài bão bắt đầu trỗi dậy hơn. Tại vì hồi xưa thì tôi học rất là bình thường, học cũng không giỏi và cũng rất là lười. Tức là không có một ý chí nào về trong học hành để mà làm giàu cả. Nhưng mà khi mà chứng kiến những cái sự kiện nó xảy ra, thế bắt đầu mình mới có khát khao là mình ra khỏi vùng đất này mình làm giàu và trở về quê hương, mình giúp quê hương phát triển lên. Thì bắt đầu những cái khơi gợi, những cái nguồn lực bắt đầu được đến từ đấy, những cái khơi gợi, những cái động lực được bắt đầu đến từ đấy, từ những cái ý chí như vậy. Thì bắt đầu lúc đó tôi bắt đầu lao vào học hơn. Thì cái lúc đó thì thời gian đó thì cái quá trình học tập của mình bắt đầu nó phát triển lên, phát triển lên, tức là so với bản thân mình thôi, không phải so với ai khác cả, so với bản thân mình thôi. Thì lên đến cấp 3 lại thêm một cái sự kiện diễn ra, đó là khi đó thì gia đình, cái tài chính của gia đình tôi, tức là lúc đó bố mẹ tôi thì ít lục đục đi, mọi thứ nó êm đềm và tài chính cũng bắt đầu tăng lên. Thì lúc đó cái khát khao làm giàu của mình không còn nữa. Thật sự như vậy. Thì chính vì cái sự khát khao làm giàu không còn nữa nên là mình rất là chủ quan trong việc thi đại học. Đấy, và chính vì như vậy nên là mình đã không đậu vào trường mình mong muốn. Đấy, lúc đó thì xảy ra thêm một biến cố nữa, đó cũng đến với cuộc đời tôi là không đậu đại học. Thế thì bắt đầu quyết định phải chọn một ngôi trường khác để mà mình học tạm thời. Thì chính vì những ngôi trường như vậy và chính vì những cái những chuyện đang xảy ra như vậy, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà mình tiếp tục học như vậy thì mình sau này không có tương lai. Mình tiếp tục học nhỉ? Tại vì là bản thân mình không phải là thằng học giỏi, không phải một đứa học quá là giỏi, không phải một người quá là thông minh. Nếu mà tiếp tục như vậy thì sau này mình cũng sẽ giống như nhiều người khác thôi. Đó là một cái ra trường xong một công việc khá là bằng ổn định như vậy. Đúng không ạ? Thế thì như vậy thì sẽ quay lại cái câu chuyện với gia đình mình trước đây, những cái chứng kiến của mình trước đây. Thế thì lúc đó hoài bão bắt đầu nổi dậy lên và tôi bắt đầu tìm những cái công việc đầu tiên. Nhưng mà thực chất là khi mà mình bắt đầu tìm công việc ấy thì cái công ty đầu tiên mà tôi tìm đến họ lại từ chối. Đó là một công ty telesale về ngành dịch vụ bán thuốc. Thì khi đó thì cái giọng nói của mình này hay là cái sự tự ti của mình này, khiến mình không được nhận. Mặc dù là cái công việc đấy thì gần như là ai vào cũng được nhận cả, nhưng riêng tôi bị từ chối. Thế thì lúc đó là rất là bơ vơ, không biết làm sao cả. Thế thì tôi bắt đầu tìm sách để đọc và mình bắt đầu tìm đến những cái quyển sách mà gần như là chạm vào cái cuộc đời của mình. Ví dụ như là Nghệ thuật đối nhân xử thế này, hay là Bậc thầy trong giao tiếp. Bắt đầu mình học và mình đọc sách xong nhưng mình phải luyện cơ. Quan trọng nhất phải luyện.
luyện tập hàng ngày. Thế thì bắt đầu nâng cao kỹ năng và bắt đầu tôi vào cái nghề môi giới bất động sản. Trước đây là vào nghề môi giới đơn giản là tôi nghĩ rằng tại vì là hồi còn nhỏ ấy, tôi có một niềm đam mê đó là ngắm những cái ngôi nhà và thấy ngôi nhà nào đẹp là mình bắt đầu tưởng tượng trong ngôi nhà có cái gì, bắt đầu hình dung ra trong ngôi nhà có những cái gì, có những cái điểm mạnh như nào, hay nó vẻ đẹp trong đó ngôi nhà như nào. Đấy, thu hút mình vào cái sự sáng tạo, sự phấn khởi. Thì khi mà đi bán bất động sản thì tôi nghĩ đơn giản đó là bây giờ mình đi bán chung cư, thì khi mình vào những căn nhà chung cư thì mình sẽ thấy nó đẹp, mình thấy sướng thôi, chứ chưa đặt nặng vấn đề tài chính đâu. Đấy, thì lúc đó bắt đầu như vậy. Và khi mà kiếm được bắt đầu là khoảng 15 triệu, sau đó là 18 triệu, sau đó là bắt đầu tăng dần dần con số lên, thì bắt đầu cái khát khao, khát vọng vào dòng mới bắt đầu. Đấy, thì câu chuyện của tôi nó cũng chỉ là nó khởi nguồn từ những cái điều giản dị nhất. Vâng. Và sau đó thì cái nguồn gọi là, nếu như nghe câu chuyện đấy thì tôi thấy rằng là cái khát vọng làm giàu của bạn, cái thay đổi cuộc đời của mình nó từ bé. Nhưng nó lại theo từng cái cung bậc cảm xúc ở từng cái quãng thời gian nhất định, đúng không? Vậy thì khi mà ra ngoài Hà Nội, khi mà quyết định ở lại Hà Nội và lập nghiệp, thì cái khát vọng đó được bùng cháy lên. Và cái khát vọng làm giàu nó càng mãnh liệt hơn, đúng không ạ? Vậy thì đối với Thái Hưng là một doanh nhân trẻ, vậy tôi thấy có một cái quan điểm mà từ trước đến nay mọi người thường bàn luận với nhau mà hầu như không có cái lời kết nào thực sự là hoàn hảo. Đó là cái quan điểm về an cư và lạc nghiệp. Vậy thì đối với Thái Hưng thì Thái Hưng nghĩ như nào về cái quan điểm này? Tại vì từ trước đến nay thì có những người nói đó là đúng, an cư thì mới lạc nghiệp được. Nhưng có người thì lại có quan điểm là gì? Nếu mà an cư rồi nhưng mà để mà tồn tại được ở một cái mảnh đất thành phố chẳng hạn thì an cư nó không phải là dễ dàng. Vậy thì lạc nghiệp trước, an cư sau. Vậy đối với quan điểm của Thái Hưng thì như nào về vấn đề? Vâng, cảm ơn anh câu hỏi này. Thì thật ra cái từ an cư lạc nghiệp thì cách đây khoảng 8 tháng trước, khi mà tôi về quê gặp người cậu của tôi, tức là tôi bị gọi là bị nhiễm cái phong cách sống của cậu tôi, một người rất là trầm tính và người thích sự an toàn, thì cậu tôi mới bảo rằng là phải an cư rồi mới lạc nghiệp, tức là phải có một ngôi nhà thì sau đó thì hẳn công việc mới phát triển được. Tại vì lúc đó ngồi ăn thì cậu tôi mới bảo như này, đó là bây giờ tài chính cũng tốt rồi, mọi thứ ổn định rồi, vợ con chưa có quá nhiều vấn đề về tài chính phải lo, thì cứ mua một ngôi nhà đi, thì sau này có thất bại nữa thì vẫn có ngôi nhà như vậy. Đấy, thì cách đây khoảng 2 tuần thì tôi có qua nhà của một khách hàng của tôi, chị ấy cũng sinh năm 92 thôi, cũng rất là thành công và giàu có, chị ấy có khoảng 10 căn nhà ở Hà Nội này. Thế chị cũng bảo khuyên là bây giờ còn trẻ, tài chính vững rồi, mua nhà đi em, thì cũng an cư lạc nghiệp, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó cách đây khoảng 1 tuần thì tôi mới gặp người sếp của tôi, thì anh ấy mới bảo tôi rằng là hãy sống đúng con người thật của mình. Tức là thực chất là an cư lạc nghiệp thì không có đúng, không có sai. Nó không có sai, tùy vào những góc nhìn của từng người. Có những người là cần cái sự an cư rồi thì họ mới có cái đà để mà họ lạc nghiệp được, để họ phát triển công nghiệp được. Nhưng có những người rằng là họ cứ thích thuê nhà thế thôi, họ cứ thích đi thuê nhà thế thôi, thích thì hôm nay tôi ở chỗ này, hôm sau tôi ở chỗ sau, tôi nhiều tiền mà tôi có thể nâng cấp những cái ngôi nhà lên, có thể bây giờ là chung cư mini, sau chung cư bình thường, chung cư cao cấp, rồi chung cư to hơn, rồi xuống biệt thự ở cũng có thể thuê được mà, tiền vẫn về mà, nhiều mà. Thì sau này mình thích ở đâu thì mình xây hẳn cái căn biệt thự đó mà, đúng không? Thì tùy từng cái góc nhìn của từng người mà mình có thể đưa ra được những cái câu chuyện. Tuy nhiên rằng là tôi thấy một điều như này, đó là tùy vào cái nền kinh tế cũng như là tùy vào thị trường lúc đó nè, tùy vào thời điểm đấy nè. Ví dụ như là ở những cái thời điểm như bây giờ, nếu mà để mua một căn chung cư thực sự là giá rất là cao, so với 6 tháng trước đây tôi đã quyết định mua nhà rồi, tôi đã quyết định mua nhà và đã đặt cọc rồi anh thân nhé, đã đặt cọc mua nhà rồi. Tuy nhiên lúc đấy là nhiều cái suy nghĩ trái chiều á, thế là quyết định không mua nữa, thì giá nó đã lên một bậc rồi, thì nó rất là cao rồi, đúng không ạ? Thế thì là mua nhà hay rằng là an cư như thế nào đấy thì chúng ta cũng phải chọn một cái thời điểm thật sự thích hợp nữa. Đó là cái tài chính của chúng ta lúc đấy như nào. Nếu mà mua xong mà chúng ta bị nợ quá nhiều và nói rằng nợ để mà làm một cái động lực ấy, thì tôi khuyến khích các bạn nên suy nghĩ lại, đúng không ạ? Tại vì là đối với một cái nền kinh tế đang khó khăn như bây giờ mà chúng ta nợ xong rồi phải áp lực trả lãi hàng tháng, rồi xong đôi khi cái áp lực đấy mà chúng ta không biến đổi được thành động lực, thì chính cái áp lực đấy giết chết con người chúng ta, nếu chúng ta không đủ mạnh, nội lực chúng ta không đủ mạnh đấy. Nên là chúng ta còn phải cân đối thật sự, nó gọi là quản trị rủi ro và quản trị trong tài chính nữa. Ví dụ chúng ta mua một căn nhà khoảng bây giờ Hà Nội khoảng 2 tỷ rất là đẹp rồi, tuy nhiên là không phải trong khu vực nội thành, 2 tỷ rất là đẹp rồi,
thì chúng ta mua căn nhà 2 tỷ, thường thường là giới trẻ bây giờ thì sẽ rất là thích là bỏ ra khoảng 500, sau đó vay 1,5 tỷ, thì chúng ta phải cân đối cái 1,5 tỷ, chúng ta phải chia và chúng ta phải trả lại như nào, và sau này một thời gian tới chúng ta có thể trả hết luôn không, hay là sau này chúng ta có gia đình rồi thì vẫn tiếp tục vừa chăm lo gia đình vừa gồng cái lãi đấy, thì chúng ta có chịu được áp lực hay không, thì chúng ta phải quản trị được cái rủi ro cái đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn kiếm được 3 tỷ, các bạn mua ngôi nhà khoảng 2 tỷ mà các bạn vay bỏ ra 1 tỷ, vay 1 tỷ thì rất là ok, điều đó rất là ok, tại vì bạn đã có một cái khoản mà dự phòng rồi, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì bạn đã có một cái dự phòng đấy rồi thì rất là ok. Thì tuy nhiên là đối với bản thân Hưng là một người trẻ, thì bây giờ là bản thân Hưng đó, bản thân tôi đó, thì tôi thấy rằng là tôi vẫn thích cái sự lạc nghiệp hơn là sự an cư. Tại vì là tôi thì trước đây là trong vùng an toàn rất là nhiều, bởi vì tôi không thích sự an toàn. Nếu mà có một ngôi nhà ấy rồi thì lúc nào cũng tâm lý mình cứ làm đi, xong rồi là thất bại thì cũng có một ngôi nhà để ở cơ mà. Nhưng mà thấy tư duy tôi bắt ngày càng mở hơn, đó là khi mà tôi gặp những người thầy lớn của mình, hay là gặp những cái anh chị mà thật sự họ có tiềm lực tài chính rất là mạnh, tức người gọi là chủ phú đô la Việt Nam, thì họ mới chia sẻ với tôi về nhiều, rất là nhiều góc nhìn hơn trong về việc an cư hay lạc nghiệp. Thế thì họ cứ bảo mày thích là mày cứ đi thuê nhà mở thôi, có ai cấm được đâu, đúng không ạ? Thì cứ làm như thế thôi, và tiền đấy thì cứ đổ vào công việc kinh doanh và cứ tiếp tục sinh ra tiền mà, thì sau này ở một cái biệt thự, ở một cái nơi mà mình thích thì sướng hơn không? Đấy, thay vì là đi bỏ ra số tiền khá là lớn để mà mua nhà, và trong cái thời điểm kinh tế rất khó khăn như bây giờ, thì thay vì như vậy hãy để cái số tiền đấy tạo dựng vào doanh nghiệp, phát triển những con người nhiều hơn theo cái điều mà tôi mong muốn. Thì vậy thì tôi mới nghĩ như này, tôi đồng ý với quan điểm của Thái Hưng là lạc nghiệp và an cư, và lạc nghiệp hay lạc nghiệp rồi an cư, thì rõ ràng chúng ta sẽ không thể nói rằng đâu đúng đâu sai, mà tôi nghĩ đúng sai nó nằm ở cái việc đó là hoàn cảnh và con người. Chúng ta có thể lấy một cái ví dụ là một bạn sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, và bạn ấy xác định là các bạn cũng sẽ lập nghiệp tại quê, đúng không? Còn một bạn là cũng sinh ra và lớn lên ở quê, nhưng các bạn ấy ra Hà Nội, ra Sài Gòn, đến thành phố lớn để mà lập nghiệp, thì rõ ràng hai cái vị trí đó nó khác nhau rồi, đúng không ạ? Vậy thì các bạn ở quê thì có thể là bạn ấy có đất đai, tất cả thứ đều như các điều kiện mà mình có, nó sẽ giúp cho mình cái việc mà xây dựng một cái nhà nó dễ dàng hơn. Nhưng nếu như một cái người mà xác định lập nghiệp, ví dụ như Thái Hưng chẳng hạn, đúng không ạ? Và thế hệ trẻ như các bạn mà mới khởi nghiệp chẳng hạn, thì để nói rằng là một cái quãng thời gian mà ra trường xong tiết kiệm tiền để mà có một cái khoản để mua một cái ngôi nhà, thì tôi nghĩ không hề khó khăn chút nào, không hề là dễ dàng chút nào cả. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này, đó là lý do vì sao mà rất nhiều cái diễn đàn đã tranh luận về việc là an cư lạc nghiệp hay lạc nghiệp an cư. Thì tôi nghĩ rằng là sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay với Thái Hưng, thì tôi có thấy một góc nhìn là có một sự tương đồng, đó là hoàn cảnh con người nó sẽ quyết định đến việc là an cư lạc nghiệp hay lạc nghiệp rồi an cư, đúng không ạ? Vậy thì anh cứ chia sẻ về những khó khăn này, chia sẻ về những cảm xúc này, đúng không ạ? Vậy thì Thái Hưng có thể chia sẻ về cái triết lý kinh doanh của Haki, cái thương hiệu của mình được không, trong cái chặng đường sắp tới? Vâng, triết lý cũng như là cái slogan của chúng tôi, đó là đồng hành đến thắng lợi. Tại vì là khi mà Haki lập lên thì cũng đã trải qua rất là nhiều khó khăn trước đây rồi, từ thành công xong đến thất bại, rồi sau đó là bắt đầu gây dựng lại từ đầu, từ những con số 0. Thế thì khi mà chúng tôi slogan đồng hành đến thắng lợi, thì trong cái thị trường của chúng tôi thì chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều, kể cả khách hàng của chúng tôi bây giờ thôi, họ cũng kể về những cái câu chuyện ngày xưa, tức là những cái trải nghiệm trong đầu tư này, hay mua nhà này, tức là mua nhà xong này, hay là xảy ra cái vấn đề gì với ngôi nhà thì hỏi bạn môi giới thì bạn ấy không trả lời, hay là đầu tư xong đất để đấy muốn thanh khoản gọi là bạn môi giới thì bạn ấy bảo là không làm thị trường này nữa. Thì tôi gặp rất là nhiều, kể cả những khách hàng mà tôi đang làm việc bây giờ, thì tôi thấy rằng là cái điều này thì sẽ làm ảnh hưởng rất là lớn đối với cái thị trường bất động sản sau này, cũng đối với những cái nghề môi giới sau này, hiện tại và bây giờ sau này. Tại vì cái nghề môi giới bất động sản chúng tôi ấy, trước đây được gọi là cò đất, được thực chất cò đất được dịch nghĩa ra tiếng Việt ấy, gọi là chuộc lợi, tức nghĩa là đưa người ta đến một thương vụ này nhằm mục đích lợi ích của tôi. Ví dụ tôi đưa anh Thân mua một lô đất, đúng không ạ? Nhưng mà tôi không cần biết nó tiềm năng như nào cả, tôi không cần biết nó giúp cho anh cái gì cả, chỉ biết là tôi bán cho anh xong tôi sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm hợp. Thì đó là cách trước đây, đúng không ạ? Đương nhiên là thời đại hiện nay thì chuyện đó rất là ít xảy ra rồi. Tuy nhiên là nếu mà khi mà đang
đặc biệt đối với cái nghề mà môi giới này, những cái sản phẩm giá trị cao này, khi mà đã bán xong, khi mà đã giúp cho khách hàng sở hữu một lô đất xong, một bất động sản xong, một cái sản phẩm giá trị giá cao xong mà không tiếp tục đồng hành nữa thì sẽ mang lại cho những khách hàng những cái trải nghiệm rất là tồi tệ và khiến họ sau này rất là sợ và lo lắng cái việc đầu tư tiếp theo, những cái khoản tiếp theo như nào, và lo lắng chính là những cái khoản đầu tư đã đầu tư rồi, cái ngày tiền đã bỏ ra rồi mà không biết rằng là cái sản phẩm mình sẽ như nào, đúng không ạ? Thì khi mà chứng kiến những cái chia sẻ của khách hàng như vậy thì tôi quyết định xây lên một Haki và mang slogan đồng hành đến thắng lợi, đó là khách hàng đồng hành cùng chúng tôi thì chúng tôi luôn có những cái trách nhiệm đến tận cùng, tức là đến khi mà họ cầm được tiền về rồi. Và không chỉ như vậy, là khi mà họ cầm tiền về rồi thì chúng tôi biết rằng là chúng tôi phải tiếp tục đồng hành với họ những quá trình tiếp theo như thế nào, đó là họ có thể tiếp tục mua thêm sản phẩm, hoặc là cái số tiền đấy họ định làm gì thì chúng tôi cũng có thể dùng vào những cái trải nghiệm này, những cái kinh nghiệm của mình, những cái sự đánh giá phân tích của mình để giúp đỡ họ trong quá trình tiếp theo khi mà họ sử dụng cái khoản tiền như thế nào. Thì đó là cái triết lý kinh doanh của chúng tôi, đồng hành cùng thắng lợi, cùng thắng lợi. Một slogan mà tôi nghĩ rằng là rất tuyệt vời, đúng không ạ? Đồng hành cùng thắng lợi. Và qua câu slogan thì chúng ta đã hiểu rằng là Haki hướng đến cái việc là đồng hành cùng khách hàng, chứ không hẳn là những thương vụ. Đồng hành ở đây đó là sự dài hạn, mà đến thắng lợi thì có lẽ ai cũng sẽ mong muốn hướng đến, đúng không ạ? Vậy thì đối với cái vị thế của mình là một doanh nhân trẻ thì và cũng đã trải qua những cung bậc của cảm xúc, từ những cái nỗi đau mình đã trải qua trong cái nghề này, rồi những cái cung bậc cảm xúc, nghĩa là niềm vui, sự hân hoan, sự hạnh phúc khi mà những cái quả ngọt đầu tiên mình được cảm nhận, đúng không ạ? Rồi đến cái việc là sự hiểu lầm, một cái việc nào đó khiến cho mình có cái sự tan vỡ trong cái trong mối quan hệ. Vậy thì qua những chặng đường như vậy thì cái kế hoạch tương lai của bản thân Thái Hưng trong cái việc mà xây dựng cái hạnh phúc gia đình của mình thì như thế nào? Thái Hưng có thể chia sẻ. Cái này thì hơi sâu xa một tí nhỉ. Thì hiện tại thì tôi có bạn gái rồi, đúng không ạ? Thì thực sự là tôi rất là cảm ơn người bạn gái hiện tại của tôi. Tại vì là mỗi người thì có một công việc kinh doanh khác nhau, bạn ấy thì làm bên một công mảng khác, tôi làm bên một mảng khác, thì đã làm kinh doanh thì cái thời gian dành cho nhau thì rất là ít, đúng không ạ? Thì bản thân bạn ấy cũng làm kinh doanh nên là cũng thấu hiểu một phần nào đó về cái sự bận rộn của tôi, nên là hiện tại thì hai đứa vẫn đang rất là thấu hiểu và đồng hành cùng nhau. Còn nói về chuyện tương lai sau này thì nó có thể là hơi vội một chút, nó có thể hơi vội một chút, tại vì là trong kế hoạch của tôi thì khoảng 5 đến 6 năm nữa mới lập gia đình, cũng chưa vội lắm. Thì hiện tại thì phần lớn thời gian thì tôi vẫn đang tập trung vào công việc kinh doanh mình nhiều hơn, tập trung vào doanh nghiệp nhiều hơn, tập trung vào con người nhiều hơn, tại vì bản thân của tôi rất là thích làm việc, là như vậy, là mình làm dịch vụ cơ mà. Không biết là trong cái chương trình, tham dự chương trình ngày hôm nay mà bạn gái mà có theo dõi chẳng hạn thì cũng hãy thông cảm cho Thái Hưng rằng là cái người đàn ông thì người ta thường hướng đến cái sự nghiệp, tại cái sự nghiệp có vững thì hạnh phúc gia đình mới an được, đúng không nào? Vậy thì cũng là một bạn trẻ, cũng là doanh nhân trẻ, thì Thái Hưng có những cái quan điểm muốn chia sẻ như thế nào cho những cái bạn mà đang mong muốn khởi nghiệp và có khát vọng hoài bão lớn như Thái Hưng trong một cái hành trình vừa rồi, để làm sao biết đâu đó những cái câu chia sẻ của Thái Hưng cũng giúp cho các bạn có những động lực để xây dựng những cái thương hiệu riêng và con đường đi riêng của mình. Ý anh ở đây là chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình và những cái động lực trong cái hoạt động về lĩnh vực về kinh doanh bất động sản. Đối với trong tùy, nói chung là có phải bất động sản hay không, hay bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, thì quan điểm của tôi đó là khi mà chúng ta đã bắt tay vào làm một công việc đó thì chúng ta phải, đầu tiên đó là chúng ta phải hoạch định những cái mục tiêu, những cái đích đến, những cái tương lai, những cái mục tiêu ước mơ sau này trước, và từ sau đó chúng ta phải đưa ra những cái chiến lược rất cụ thể, từ việc là chúng ta nhìn nhận khảo sát thị trường này, sau đó là kế hoạch kinh doanh này, rồi rất là mọi thứ rất là bài bản. Thì sau đó một khi đã làm xong hết rồi thì hãy tập trung bắt tay vào hành động một cách nhanh nhất và hành động một cách điên cuồng. Ở đây hành động một cách điên cuồng đây là tức nghĩa là trong quá trình chúng ta thường làm ấy thì chúng ta thường rất là nhiều gặp nhiều rất là nhiều nỗi lo, những nhiều nỗi sợ. Ví dụ chúng ta đang đi từ A đến B chẳng hạn, thì đến đoạn C thì chúng ta gặp một cái khó khăn gì đó trong cuộc sống và chúng ta muốn dừng lại, đúng không ạ? Thì đối với tôi đó là một khi đã vạch ra rồi chiến lược bài bản các thứ rồi, mục tiêu rõ ràng rồi, thì đã làm thì bắt tay làm một cách rất là quyết liệt và điên cuồng hơn. Tại vì
khi mà chúng ta làm ấy thì chúng ta có thể không biết là chúng ta sau này có thể thành công hay không, nhưng đằng nào đó chúng ta cũng sẽ nhận được một bài học nào đó hơn là chúng ta không làm. Tức nghĩa là ước mơ vẽ rất là đẹp rồi, chiến lược rất là cụ thể rồi, nhưng mà làm một cách nửa vời nửa chừng như thế thì sau này chúng ta sẽ rất là tiếc nuối về những cái khoảng thời gian đã qua. Thì chúng ta đã bỏ qua rất là nhiều thời gian rồi. Thời gian là thứ mà gần như là ra đi mà không thể quay trở lại mà. Nên là dù trẻ hay là như nào nữa thì chúng ta cần phải biết rất là trân trọng những cái thời gian của chúng ta. Chúng ta không được phí thời gian, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta cứ một ngày ngủ rất là nhiều xong rồi dậy rồi xong đi chơi xong rồi làm việc như thế được. Và chắc mình không đến với mình đúng không? Đúng rồi, thì mọi thứ nó không đến được. Vâng. Nên là cần phải chia sẻ và phân bổ thời gian sao cho hợp lý. Thái Hưng chia sẻ thì tôi lại nhớ đến một cái câu nói của một cái vị vĩ nhân, đó là nếu như bạn mong muốn, bạn mơ bạn trở thành một tỷ phú thì ít nhất bạn cũng phải xuống giường và mua cho mình một tờ vé số, đúng không ạ? Thì đúng ít rồi. Nhất đó là một cái hành động nhỏ nhoi nhất, là mình là một người may mắn, nhưng ít nhất nó cũng phải có một sự hành động, đúng không ạ? Nếu như một cái hành trình đi của chúng ta mà thiếu đi sự hành động, mà cái sự hành động đó lại thiếu sự quyết liệt nữa, thì có lẽ cái thành công nó khó thể đến. Cái hành trình để trở thành một doanh nhân thì tôi nghĩ rằng là không phải là dễ dàng. Những doanh nhân của chúng ta nó được ví như một con tàu tiến ra biển lớn, mà ở ngoài biển lớn thì nó sẽ phải đối đầu với những cái sóng gió, nó phải đối đầu những cơn bão, và nó biết đâu đó nó có cả những cái hải tặc nữa cơ, đúng không? Đúng. Vậy thì rõ ràng là cuộc đời doanh nhân nó phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Nếu như các bạn là những bạn sinh viên, những bạn trẻ đang mong muốn xây dựng cho mình những cái sự nghiệp, thì có lẽ là những chia sẻ của Thái Hưng là một trong những doanh nhân trẻ sẽ giúp cho các bạn nghĩa là có thêm những động lực hơn để cố gắng, để nỗ lực, để có một cái hành trình của mình thực sự là thành công rực rỡ. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Thái Hưng đã sắp xếp thời gian để tham dự cho những ngày hôm nay. Biết rằng là đây là một khoảng thời gian cuối năm của anh thì cũng khá là bận rộn, đúng không? Khá bận rộn. Và trong cái hành trình phát triển của mình thì thay mặt những người làm chương trình, chúc cho Thái Hưng sẽ xây dựng một cái thương hiệu của mình vững bước trên con đường mà phát triển tương lai, và tạo lập lên một cái thương hiệu Haki ngày càng phát triển vững mạnh. Một lần nữa xin cảm ơn Thái Hưng. Vâng, cảm ơn anh Thân và TV rất là nhiều. Vâng. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo với những câu chuyện doanh nhân, và hãy chờ đợi những người nhân vật tiếp theo đó là ai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.